trong bụng bạn đang nghĩ gì đấy, còn trong đầu mình luôn có bạn. PS trái tim. Cái là cái nội dung bức thư đúng không? Rồi, này câu gì thì của ai? Mà nghe mấy cái vụ trong bụng này là dạ. Của ai rồi nè? À, trong bụng, bức xong. Dạ là câu chuyện này là hồi đó là năm lớp 10. Lúc đó em dễ thương bà cố luôn. Mà nó ngây thơ mà nó là kiểu là tự nhiên mình đang từ cấp 2 cái mình bước vô trường mà lần đầu tiên đi học một mình, tại vì lớp 10 rồi, mẹ dắt vô kỳ chết được. Cái đi vô nhìn ai cũng lạ lẫm hết, xong rồi ai cũng nhìn em hết. Tại vì thứ nhất á là đó dễ thương lắm, không biết gì hết trơn á. Mình bỏ qua cái chuyện dễ thương đi em. Cái thứ hai là do mẹ em á được một cái là rất là siêng năng trong cái việc mà tạo hình cho em đến trường, là mỗi ngày là một kiểu tóc luôn, có khi là na cha, có khi là thắt bính, có khi làm tùm lum trên đầu em vẫn để cho làm, tại vì em thích đẹp, em thích dễ thương. Cái xong rồi đến trường thì đi học bình thường, cái bỗng nhiên một ngày lúc mà tới giờ học văn á thì lấy sách vở ra thì thấy một tờ giấy ghi là gửi Trâm, mình là F, không nói tên nha, mình để ý bạn lâu lắm rồi, tại vì vào những buổi thứ hai chào cờ bạn hay đi trễ nên mình rất dễ phát hiện ra bạn. Hôm nay mình viết bức thư này để mình muốn nói là không biết trong bụng bạn nghĩ gì, nhưng trong đầu với trong mắt mình bạn rất dễ thương. Đây là cái đó lẹm thêm vô đúng không? Không, nó khen thiệt á. Em thấy là đó dễ thương thiệt mà. Đang dễ thương nhất lớp mà. Thầy cô khen luôn mà anh bảo. Ok anh tin em. Dễ thương thiệt á. Cái xong rồi nó mới nói vậy, rồi xong rồi em cứ ta dung hết hồn luôn mà không có dám nói cho mấy bạn, sợ mấy bạn chọc. Xong rồi có em có một con nhỏ bạn thân chạy vô nói là ê thằng S nó rủ đi ăn sáng kìa, nó rủ đi ăn sáng rồi xuống tin đi, nó đang đợi dưới kìa ngay chỗ cô hủ tiếu nha. Ok em hết hồn luôn á, thôi tự nhiên có quen gì đâu, tự nhiên không thích, tự nhiên đi ăn sáng gì trời. Em sợ nó thôi không đi đâu, không đi đâu. Mà bạn nó là ai vậy, sau đó giờ Trâm không biết, mà sao bạn nó biết Trâm vậy? Cái này hay lắm nè, là kiểu là giờ muốn biết không đi theo tao xuống căng tin. Cái xong rồi em nói là thôi xuống căng tin lỡ bắt tao ngồi ăn hủ tiếu nó làm sao. Xong rồi em nói trời mày khùng quá, mày đi mày không lại thôi, tao xuống tao chỉ cho. Xong hai đứa nhìn nó từ nhà xuống, nó dắt em đó, thằng đen đen mà đầu đinh ngồi đó kìa, coi xong sửng sốt luôn. Em không tin là bạn đó luôn, tại em không biết là bạn đó thích em luôn á, mà em cũng không hề biết bạn đó luôn. Mà em thì đâu có thích bạn đó đâu, tại vì em á là thích một cái anh khác lớp trên rồi, nên là em không có trả lời thư bạn đó, mà cũng không bút sạch rác, cũng xếp lại thì cũng đỡ. Em cũng để xếp lại rồi, không biết là đâu mất tiêu, nhưng mà cũng cho thằng khác thôi. Nói chung là thì nói chung là cảm thấy bạn nó cũng tội á, tại bạn nó cứ nhìn em ngoài à. Riêng bản thân anh á, anh sẽ không có làm những điều lãng mạn này đâu, mà anh sẽ ban làm sao mà người ta ghét mình trước, để người ta ghim trong đầu, người ta nhớ mình trước. Thằng này khó ở da đen đầu đinh đó, sau đó bắt đầu là mình lái vô từ từ ấy. Cuối cùng ông này cũng đâu phải vậy đâu. Không, em nghĩ là nếu như mà những cái bạn mà làm cho mình ấn tượng xấu ngay ban đầu á nha, thì em sẽ ghét luôn. Em ghét luôn, nhưng mà em lại ghim trong đầu, em ghét người đó, em hiểu không? Ghét, nhưng mà tất nhiên là em, nếu mà em đã ghét ai em sợ em né luôn, chứ không có như là anh mà nói là mình sẽ suy nghĩ lại, chờ bạn này thay đổi rồi này kia. Không, người ta có, đàn ông có nhiều chiêu lắm em. Hèn gì anh Thiên Hương, nhưng mà phụ nữ nhiều chiêu hơn, rặn nhiều chiêu nên là rặn nhiều chiêu. Ôi. Không, nhưng mà bây giờ muốn hỏi nè, các bạn trai ở đây có bao giờ khi tặng thư thì mình sẽ làm gì? Anh trai? Anh không có viết thư mà anh xếp hàng. Ủa anh còn sến dữ nữa. Dễ thương mà. Thì đúng rồi, tại vì căn bản là mình thà không sến, nhưng mà đã sến thì sến cho tới bến. Đúng rồi, dễ thương mà. Thà mình làm một lần từ chối thì thôi, nhưng mà thực sự là xếp ngàn con bị từ chối thiệt má. Là kiểu như á là các bạn có thử tưởng tượng này nè, tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, không ai bắt, không ai biểu gì hết á, cái ngồi xong cái thấy ê bây giờ mình nên làm một cái điều gì đó đặc biệt cho cô ấy đi, mình nên làm gì đây ta. Tự nhiên cái thằng bạn đang ngồi uống cà phê kế bên á, xong cái đó rảnh xếp ngàn con hạt đi đường điều ước đó con, tin thiệt luôn. Có nghĩa như là sau đó là đi về là mua mấy cái tờ giấy nhỏ vậy nè, đủ thứ màu nhỏ nè, xong cái ngồi xếp. Là tôi nhớ là tôi xếp là từ 6 giờ tôi xếp tới 9 giờ tối được có 25 con hạt. Vậy là nhanh đó. Và không để cho người khác xếp giùm nha. Ráng làm sao xếp đúng được. Thật sự là cũng không đúng rồi đâu, khoảng chừng như là 800 mấy chục con là chán lắm rồi, là mệt lắm rồi.
không nổi nữa, sau đó là mới gửi cho người ta. Thì vừa gửi cho người ta xong cái là người ta vứt luôn. Đó, anh mà góp 1.000 con là anh được rồi, anh 800 mấy anh bỏ. Không, tại vì nếu như mà là anh biết người ta từ chối anh vẫn sẽ làm. Tại vì là khi mà là anh đã quyết rồi, anh thà anh làm đi. Người ta từ chối, anh biết ok. Cứ xem như đây là một cái để thỏa mãn một cái kỷ niệm đúng không? Đúng rồi, một cái kỷ niệm thật là đẹp. Rồi mình hết mình vì cái đó rồi. Ai cũng phải học qua những cái đổ vỡ hết. Thà đổ vỡ nhẹ nhẹ vậy chứ vô những cái chuyện tình nào mà nó rắc rối đổ vỡ ghê hơn nữa là lạng quạng của những chuyện không may xảy ra. Đúng không? Nói chung là cánh mây râu là khi mà viết thư thì phải chuẩn bị tinh thần trước đúng không? Đúng rồi, là cứ xác định là 90% là bị từ chối đi. Rồi. Còn B-Max thì sao? B-Max khi mà gửi thư thì như thế nào? Thì hồi đó là một lần B-Max viết gửi thư nhưng mà là lúc đó học lớp 7. À. Lại thích một chị ở lớp 9. Thật sự lúc đó mình không có kỹ năng về gửi thư thì mình chỉ biết là mình viết ra vài dòng thôi và mình giấu tên, mình không cho biết. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ cái cách làm sao để gửi cái lá thư đó cho người đó. Thì cứ đi qua đi lại vào địa và xác định vị trí, à cái bàn đó. Thì cái ngày mà mình quyết định gửi thư đó, mình đi học sớm nhất 7 giờ tập trung, 5 giờ lên trường rồi. Thì bắt đầu lén lên thì mình đưa lá thư, thì xui ngay cái lúc đó là cái người mà trực nhật của cái lớp thì đó xuất hiện. Cho nên đi đâu đây? Mình vô lớp sao mình không biết là dạ em không em vô lộn lớp thì em xin lỗi chị. Xong thì mình đi về. Nhưng mà khi mà chị đó, chị Tinh Như hay là gì đó, chị đọc được cái lá thư đó thì không nhớ thời gian đó là còn viết lóc. Mình có follow lóc của chị thì chị chụp nguyên một cái lá thư đó gửi lên lóc luôn. Thì mình đọc xong cái mình tự nhiên mình tự đóng chấm hết luôn. Điều đó là không bao giờ gửi thư nữa. Sợ. Sao vậy? Là người ta cũng không có trả lời lại luôn. Không, đâu biết ai đâu anh. Em giấu tên mà. Ý là anh, lúc đó anh thấy quê hả hay sao mà anh lại thấy kỳ kỳ, thấy nó ngộ ngộ lắm. Là quê đó. Rồi chắc là quê đó, là quê. Là không dám gửi nữa. Nói chung là cũng thường là len lén đưa thư chứ cũng chả có một cái trường hợp nào đưa trực diện đúng không? Có tôi đang tính nói tới Kim Nhã. Không, tại vì nhờ nghe mọi người nói xong rồi nghe mấy bạn nam nói thì Nhã mới hiểu được tâm lý của mấy bạn nam mà lúc mà chịu khó viết thư đưa cho con gái tụi mình là như thế nào. Thì thường con trai là rất làm biếng, mà ngồi mà nắng nót mà viết như vậy thì là phải thích mình lắm mới làm như vậy. Nhưng mà Nhã thì lại bị cái là Nhã không biết sao mà hồi xưa là trộm vía là cứ được các bạn hot boy trong trường gửi thư thôi, tức là không nhận được nhiều thư, chỉ nhận được một bức thư thôi, nhưng mà là thư của hot boy của trường thôi. Và hồi đó thì đi học thì vì nhiều lý do mà Nhã không có học một trường lâu, lúc nào cũng học cỡ 1-2 năm, 3 năm là nhiều nhất là Nhã chuyển trường. Là bị lưu bang, bị lưu bang hay là bị đuổi hay là bị không có những lý do khác của gia đình cho nên là thường sẽ không có học một trường lâu được, cho nên là thường là lúc nào cũng nhận được một lá thư thôi mà của hot boy trường đó gửi thôi. Từ hồi lớp 1 là đã có rồi. Hồi đó là mấy bạn lớp 1 có hot boy đúng luôn rồi hả? Hồi đó là có một bạn đẹp trai nhất trường, nhà giàu nhất trường luôn. Mỗi lần mà có sinh nhật đó thường là gia đình giàu nhất là sẽ đãi bánh hết lớp luôn. Mà bạn đó thì hồi đó còn nhỏ cho nên là không có gửi thư mà là thích mình thì là bạn đó, ví dụ như bạn đó mang nguyên một bịch kẹo lên đúng không, thì mấy bạn trong lớp là tặng mỗi người viên thôi, còn Nhã là đưa nguyên một bịch thì bạn thích Nhã cho nên là bạn làm như vậy. Thì còn sau này thì những cái bức thư khác Nhã nhận được á thì có một lần có một bạn là làm một cái thiệp rất là to bằng tay xong rồi đưa cho Nhã. Lần đầu tiên Nhã thấy có một người mà đưa trực tiếp như vậy rồi đứng núp núp ngoài cửa lớp á, thì Nhã cầm cái tờ giấy đó lên, Nhã cười rất là nhiều, là bởi vì cái tờ giấy đó bạn viết chữ quá xấu không, như nó là con trai sao viết chữ xấu quá vậy, mà đã là làm thiệp cho mình sao không chịu viết chữ đẹp hơn. Nhưng mà sau này thì có thể là do từ nhỏ tới lớn thì cứ nhận được thư tỏ tình hoài xong rồi cười vào mặt người ta như thế cho nên là bây giờ bị bé cười vậy, đó bạn. Tức là từ hết cấp 3 tới giờ là không có ai tỏ tình nữa trơn. Trời, chắc là bởi vì hồi nhỏ mình không có trân trọng mấy cái bức thư đó cho nên thế là lớn lên cái mình không thường có được ai tỏ tình. Những cái bức thư chúng ta nhận được là thường là rơi vào cái thời điểm học trò đúng không, lúc đó còn nhỏ rồi kiểu thích nhau sẽ viết nhau cái bức thư. Không biết Triệu Nhi thì sao, em có bao giờ nhận được một bức thư nào không? Làm em đau lòng quá anh. Sao vậy? 18 năm cuộc đời em chưa nhận được bức nào luôn. Là chưa bao giờ nhận được bức thư luôn. Hồi trước em có quen một anh mà cứ anh nói anh không nói không tỏ tình với anh. Cái xong rồi tới một ngày đó em chịu không nổi rồi. Em mới hỏi anh, em kiểu hỏi vừa hỏi vừa năn nỉ anh. Kêu anh có thích em thiệt không? Cái anh nói sao em hỏi vậy? Cái kêu em không thấy anh tỏ tình với em vậy. Cái bắt đầu anh ngồi anh viết tin nhắn tỏ tình. Tới lúc đó em mới có được cái dòng tin nhắn đầu tiên tỏ tình á. Đó là kiểu năn nỉ luôn á. Nói chung là cũng may quá. Đó là tại vì cái thời của em nó cách xa từ anh á, cho nên bây giờ người ta dùng tin nhắn á nhiều hơn. Dạ, nó tin nhắn mà không phải thư nữa. Nhưng mà thôi vậy được, vậy là cũng được. Cái này 18 phải không? Em gần 28 mà không ai biết cho em. Trời ơi. Khi mà em thích ai á là em sẽ đợi cái dịp đó là dịp Noel. Em làm cái thiệp, em làm rất là nhiều thiệp, làm gần mười mấy cái thiệp.
nghĩ là bạn bè bình thường em tặng thì bình thường. Đứa nào mà em thích là em làm ghê gớm. Cái người mà mình thích mình sẽ làm đặc biệt hơn. Rồi lại kim tuyến rồi cái thứ các thứ đó là ghê gớm. Rồi bây giờ mình tới câu chuyện tiếp theo nha.